Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm máy hút bụi Camry với model là BF570. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này có những gì nhé. Với dung tích thùng chứa là 15 lít, lưu lượng khí là 48 lít trên 1 giây. Dây điện của máy dài 7 m, sử dụng điện áp 220V với công suất là 1000W. Motor của Mỹ cực khỏe và siêu bền. Lực hút chân không của máy là 210 m³. Độ cao là 55 cm. Chất liệu bình chứa là bằng inox. Trọng lượng của máy 10 kg. Thiết bị được trang bị bánh xe, có thể sử dụng được cả trên nền đá và thảm mà không sợ chạy trước nền nhà. Dây điện của máy dài 7 m, có thể tự cuốn lại, không gây bất cứ trong quá trình sử dụng. Chiếc máy model BX570 có thể di chuyển trong phạm vi rộng nhờ dây điện dài phù hợp để sử dụng đáp ứng nhu cầu vệ sinh của các nhà hàng, khách sạn, công ty hay nhà xưởng, dịch vụ vệ sinh, chạm được xe ô tô chuyên dụng. Máy sở hữu thiết kế công nghiệp, bền, đẹp và hoạt động ổn định nhờ sử dụng những vật liệu bền bỉ, chắc chắn như là inox, chống nghỉ và những ABS siêu bền. Thiết bị sở hữu một motor hút bụi nước 2 tầng cánh cực khỏe siêu bền của Mỹ, đảm bảo lực hút ổn định và làm việc trong thời gian dài. Phụ kiện thì gồm có 2 ống nối, 2 hút, 2 hút nước, 2 hút khô, 2 hút trong các khe hẹp và 2 hút tròn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay chúng tôi để đặt hàng qua số sản phẩm.